Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây. Từ người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mơ. Kỳ tài Kim Ngọc, người mua vui tử tế nhất. Trong đời nghệ thuật của tôi, một trong những dấu ấn đậm nét với riêng tôi là vở Kiều Nguyệt Nga. Bởi đó là vở diễn gần như hội tụ đầy đủ hết tất cả những bạn nghề đáng kính bậc nhất. Đó là cậu Mười Út Trà Ôn, là vợ chồng vua Sàng Xê Minh Chí, nhũ mẫu Ánh Hoa của tôi, là những bậc nghệ sĩ thầy, làm thầy như nghệ sĩ ưu tú Công Thành, nghệ sĩ ưu tú Tấn Đạt. Lúc đó là cùng lúc tôi được về làm Kiều Nguyệt Nga với Lục Dân Tiên Thanh Sang, Lục Dân Tiên Ngọc Giàu, Lục Dân Tiên Minh Thiện. Được thưởng thức một cách trọn vẹn nhất làn hơi của danh ca Kim Ngọc, của danh ca Thanh Nhàn, và hẳn nhiên không thể thiếu thủ lĩnh đạo diễn Lưu Chi Lăng. Đây là vở diễn thứ hai, cũng là vở cuối cùng tôi còn được làm việc với anh. Nhưng sự học hỏi về lòng kính trọng thầy Bảy Chi Lăng thì có thể nói là nối dài bất tận. Nhớ cái hồi đám tang anh, ở đêm cuối cùng mấy đứa cùng nhau ngồi lại thật lâu với anh. Kim Ngọc nói, nhớ ông có dặn không chị? Dặn là mấy đứa em phải giỡn cho anh vui nha, chừng nào tới đám của anh á. Trời, giờ không lẽ mình phải ráng nghe lời ổng. Ngọc vừa dứt thì hàng đèn cầy ở trên cái hàng của ông nó bất ngờ lập lòe rung lên, mà giống như là nhảy múa vậy đó. Hết hồn, cả đám tròn mắt nhìn nhau rưng rưng, vừa khóc vừa cười. Không biết lúc đó tiếng của cô Hồng Nga hay là tiếng của Ngọc Giàu thì chúng tôi cũng không nhớ nữa. Ừ, nhưng mà rõ ràng là ông dìa. Tất cả chúng tôi đồng lặng thinh, cúi đầu. Như thể những ngày vở quan tuồng Thái Hậu Dương Dân Nga, Kiều Nguyệt Nga, những nghệ sĩ dù tên tuổi cỡ nào thì cũng chỉ là đứa học trò của thầy Tuồng, của thầy Đờn, và trước một con người tài năng chánh trực như đạo diễn Lưu Chi Lăng. Kim Ngọc là người đầu têu, nhưng ngay khi miệng đang tếu táo thì nước mắt cũng chảy dài. Chúng tôi thấu hiểu những giọt nước mắt mà Kim Ngọc đã dành cho người thầy của mình. Bởi cũng chỉ có ông Bảy Chi Lăng mới dám làm cái việc là cho phóng to hai hình ảnh nghệ sĩ cũ là Ngọc Giàu, Bạch Tuyết thải dọc hai bên cánh mặt tiền của rạp Hưng Đạo năm 1979. Thật ra đó là một cái việc mà không ai dám nghĩ chứ đừng nói dám làm. Và cũng chỉ có ông Bảy Chi Lăng mới chịu lắng nghe và chiều chuộng đám nghệ sĩ cũ khi vẽ đường dây tạo đường dẫn cho Kiều Nguyệt Nga, Bạch Tuyết và Kim Liên Kim Ngọc làm một cuộc đẩy xe bi tráng trong một lớp diễn có thể nói là, theo lời khán giả, đó là lớp diễn toàn bích. Bây giờ thì hãy cùng tôi cắt lớp trích đoạn trên thuyền. Lớp 1, thuyền đã vào biển Ngô Qua. Biển Ngô Qua với biển xứ mình có khác gì đâu, cũng trời, cũng nước xanh xanh một màu. Ta chỉ thấy xa xa sông mùa nuôi dân, trên trời sầu dặn giặt bóng trắng, dưới bể thăm rầu rầu cơn gió thầm. Kim Liên, tôi chọn cái cách thoại trong tâm thể buông xuôi mặc cho sự đời. Thụ động khi nhìn thấy nghịch cảnh đây giăng bủa mọi lối đi, chỉ còn chọn cái chết để bảo toàn lòng trung trinh tiết liệt. Trong tình huống này, chính Kim Liên mới là người chủ động. Và rõ ràng Kim Ngọc đã đẩy làn hơi để bắt vào ngựa Âu Nam, tung tẩy nhịp nội nhịp ngoại đầy khoáng đạt. Trong cảm thức âm nhạc ấy, Kim Ngọc để cho nhân vật Kim Liên tự nguyện. Em nói thiệt, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, em cũng biết nắm vạt áo tiểu thơ đeo đuổi cho tới cùng.
nói cho cùng mà nghe, nếu dạng bất đắc dĩ mà tiểu thơ có mệnh chung, em cũng biết theo người về âm cung. Khoảng cách vai diễn chính phụ bắt đầu được đạo diễn khởi đi một sự quán đổi, ở đó có một sự công bằng vô cùng trước mắt khán giả. Em ơi đừng hoảng sợ, phải vươn lên để thoát kiếp tôi đòi. Lớp 2, tôi tiếp tục đẩy nhịp điệu thoại và nói lối nhanh hơn, nhưng là nói trong vô thức. Ta không sao ngủ được, Kim Liên già, em có thấy gì không? Biển đêm nay thật xanh, trời đêm nay thật trong, trăng đêm nay thật đẹp. Đêm nay ta thấy trăng được đẹp tuyệt vời, lòng bỗng yêu tha thiết. Cảnh đẹp, nhưng lòng đang tan nát. Và chỉ có Kim Liên mới hiểu được nỗi niềm của Nguyệt Nga. Kim Ngọc đã nắm bắt tâm trạng ấy để nương theo một cách tinh tế khi nhìn xoáy vào cặp mắt tôi để thốt lên một nỗi lo sợ dự cảm. Nhưng chỉ có người mang tâm sự não nùng mới có ánh mắt đẹp dường kia. Tiểu thơ đừng làm em sợ. Thoại kịch được đuổi mất. Vì thế đã được quán đổi một cách nhẹ nhàng. Khi Nguyệt Nga muốn đêm nay chị em mình cùng trắng canh tâm sự, Nguyệt Nga khôn khéo sắp đặt cuộc cờ, nên chính nàng là người chủ động. Tôi đã đổi hơi đi vào đạo ngũ cung kéo theo Kim Liên. Giờ thì em đã lên thuyền cùng chị rồi, Kim Liên ơi. Lớp 3, Nguyệt Nga lùi lại. Nàng một mặt biết rằng mình không còn con đường nào khác ngoài sự cậy nhờ Kim Liên đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê. Mặt khác, Nguyệt Nga cũng nhìn thấy ở người tỷ tức này một phẩm giá quốc sắc, nửa hàm ơn, nửa thấy có lỗi. Kim Liên như thế vừa bị đặt trong cái tình thế không thể nào không nhận lãnh nhiệm vụ đổi vai, nhưng nàng cũng cho thấy sự tự nguyện với sự lựa chọn này, vừa là vì tình cảm riêng, vừa là vì thế chung. Chỉ một bước, nàng trở thành trang quốc sắc, nên Nguyệt Nga Bạch Tuyết lùi sâu lại. Tôi vào nói lối, sử dụng hình thức chào để lót đường cho Kim Liên, để cho Kim Ngọc vô vòng cổ tuyệt vời. Nói một cách dân giả thì từ giờ, Kim Liên, Kim Ngọc đã làm chủ cuộc chơi. Một chương phi hay hoàng hậu, chẳng qua quê hương đang ngồi đảo điên nghiêng, nên vẫn thuyền khuyên với kề dây canh giác nở sâu. Cái tài của đạo diễn, tác giả, nhạc sĩ đã đành. Cái trác tuyệt trong làn hơi của Kim Ngọc là đã tạo nên một nhân dáng cho Kim Liên, vừa trọn tình vừa trọn nghĩa toàn trung. Không ít khi trong một vở diễn, vai trò chính phụ đã thật sự xóa nhòa. Tài năng thượng thừa của Kim Ngọc chứng thực cho một chân lý: không có vai diễn chính phụ lớn nhỏ, chỉ có người diễn viên tận tâm, tận lực trong sáng tạo của chính mình mà thôi. Sau này tôi nghe kể lại, không biết có chính xác hay không, nhưng cái buổi trưa định mệnh ở Long Thành, Kim Ngọc đã đến và ca một câu vọng cổ trong Kiều Nguyệt Nga. Ca xong, Ngọc có dấu hiệu mệt tim. Chỉ vài tiếng sau, Kim Liên của tôi đã trút hơi thở sau cùng. 12 năm rồi kể từ ngày đó, tôi vẫn thấy trĩu nặng lòng khi nghĩ đến bà. Những nghe văng vẳng bên tai mình tiếng ca lòng lộng ấy, nó là sự pha trộn giữa giọng thủy, vũ thanh, trong và tuôn chảy một cách mượt mà, luyến lấy, dịu dàng, trơn tru ở nhiều nốt với giọng mộc chính cách, dốc thanh, tròn đầy, ấm áp, có độ ngân vang cộng với chất kim thượng thanh,
làm chủ các nốt cao. Cộng với đường nét trên khuôn mặt đẹp duyên dáng và nhất là một trái tim luôn hồn hậu, bao dung, lạc quan, nên ở Kim Ngọc, ngay cả khi cô diễn nộ, vẫn không giấu được đi cái chất ái trong tư chất diễn viên lẫn con người đời thực. Tôi ngồi lần dở để nghe lại Mai Đình Kim Ngọc, được gặp luôn Hàng Mặc Tử Hùng Cường. Bỗng dưng một trời Dạ Lý Hương tràn về, rồi cả đoàn Bạch Tuyết Hùng Cường. Nhớ hết kỷ niệm vui buồn trong lần dựng Trăng Thề Vườn Thúy. Nghệ sĩ hài Tùng Lâm bị tai nạn gãy chân. Giai thơ đồng, đàn sớt bớt sang bang, không thể tìm người thế. Trên sàn tạp bất ngờ anh Hùng Cường gọi Kim Ngọc. Anh quát Kim Ngọc lại nói: mày ca hay quá xá nhưng mà bị cái thiếu thước tất ở nhà mày. Cho nên là bây giờ đó, mày thử tới bên cái chỗ hàng rào ở cảnh trí này nè, mày nhảy loi choi lên cho tao coi. Kim Ngọc ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Cứ thế vai bất đắc dĩ và con mắt tinh đời của nghệ sĩ Hùng Cường thật sự đã đem đến cho làng hài một quái kiệt mới từ đó. Cho đến sau này khi Kim Ngọc trở thành bà Tư Xã Láng trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trên truyền hình, hầu hết đều không ai thấy lạ. Kim Ngọc đa năng, rộng xài như cá cô Ngọc Giàu Hồng Nga. Cả ba đều là danh ca, đều đúc cả bên hài và thành danh một cách rực rỡ, một cách đáng tự hào. Bởi đơn giản, đó là những kỳ tài, những quái kiệt. Cho đến vai Hiệu Quý Kỳ Hoa, Kim Ngọc ra bộ đầu võ đỉnh đạt, từ trình thức đến lối thoại, lối nói đều cho thấy sự nghiêm cẩn trong làm nghề. Ở cái duyên hài trời cho, điều đáng quý là Kim Ngọc không có lối diễn hài ồn ào, ngoại hình không lạm dụng để gây cười. Tôi có xem đôi ba chập hài, ngay cả khi bạn diễn cố tình tạo miếng bằng những kiểu lạm dụng hình thể, bẻ ngôn ngữ, thì Kim Ngọc vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn giữ mình, giữ mạng miếng một cách chặt chịa, mà lại rất duyên, rất đáo để. Thật ra những buồn vui, những chìm nổi trong đời, ai trong chúng ta rồi cũng trải qua. Nhưng không hiểu sao với nhiều nghệ sĩ cải lương có biệt tài, đem lại tiếng cười cho khán giả, lại là chuyên chở quá nhiều gánh nặng cuộc đời, quá nhiều gánh nặng tình người. Chẳng ai mong tích lũy nguyên liệu đời thật như thế, để có ngày mà mang lên sân khấu biểu diễn khóc cười. Nhưng với bạn nghề của tôi, như Kim Ngọc, nó như là một sự sắp bài không thể tránh. Cái nhọc nhằn thương tổn, mất mát thì nếm chịu một mình, để còn lại bao nhiêu tinh anh sức lực thì dồn hết cho mấy mươi phút trong một đêm trước công chúng, để rồi cùng mua vui cũng được một vài trống canh. Kim Ngọc đã được mua vui một cách đẹp đẽ và tử tế nhất cho đến những giây phút cuối của cuộc đời. Và cuộc đời này sẽ mãi ghi nhớ, biết ơn Kim Ngọc. Không chỉ một vài trống canh, đó chẳng phải là hạnh phúc, là giá trị đẹp nhất của đời nghệ sĩ. Không ai thấy hạt bụi đầu tiên, không ai biết hạt bụi cuối cùng sẽ đi về nơi nào. Vì có tình yêu đầu tiên nên con người đâu lời tình cuối, mặt ngọt trên môi thương sẽ đón em về. Ôi thương biết bao nhân loại
gian quý báu.